Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Chào đón quý vị đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình An Viên. Thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nhiếp ảnh gia tài năng và nổi tiếng. Ông đã có hơn 30 năm gắn bó với công việc nhiếp ảnh chuyên nghiệp, đã có nhiều thời gian gắn bó và cộng tác với nhiều đơn vị báo chí và đặc biệt được công chúng yêu thích ở trên mạng xã hội khi ông thường xuyên chia sẻ rất nhiều những tấm ảnh ý nghĩa, truyền cảm hứng ở đa dạng thể loại. Và đặc biệt trong năm qua, năm 2021, ông lại tiếp tục gây chú ý khi có những tấm ảnh, những bộ ảnh ý nghĩa để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử ấn tượng vào thời điểm giãn cách xã hội cũng như khi mà xã hội quay trở về trạng thái bình thường mới. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện thú vị đến từ nhiếp ảnh gia Minh Hòa. Mình là Minh Hòa, nhiếp ảnh gia. Minh Hòa đến với chiếc ảnh từ năm 1989. Thật sự thì trước đó đó Hòa đam mê, rất đam mê từ hồi từ còn học cấp 2 kìa. Xin kính chào khán giả Bước Ngoặt Cuộc Đời. Và xin chào MC Thùy Linh, rất là xinh đẹp mà anh phải nói là rất là ngưỡng mộ và mong có một ngày nào đó Thùy Linh phải đứng trước ống kính của anh. Wow, có lẽ là khi mà chúng ta gửi những cái mong muốn vào vũ trụ một cách thành tâm nhất và cái duyên đã đến, đúng không ạ? Bởi cũng phải tâm sự rất thật với anh Hòa, ngay từ thời điểm khi mà Linh được có duyên được thưởng thức những tấm ảnh của anh để ghi lại những nét đẹp bình yên của Sài Gòn trong năm qua, tôi cũng đã suy nghĩ là thầm cảm ơn người nhiếp ảnh gia và chắc hẳn anh ấy cũng phải có một tâm hồn rất đẹp và mong muốn được gặp anh ấy để gửi lời cảm ơn đến anh ấy. Và có lẽ là hai người chúng ta thật là có duyên khi được gặp nhau ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến với chương trình. Cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn chương trình đã mời Minh Hòa có mặt trong buổi hôm nay. Anh Minh Hòa này, trong năm qua, năm 2021, đặc biệt là trong một thời điểm trước đó khi mà dịch bệnh Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng tới rất nhiều những lĩnh vực trong xã hội, vậy còn đối với lĩnh vực nhiếp ảnh của anh thì sao? Phải chịu những tác động như thế nào? Chắc chắn này, không riêng lĩnh vực nhiếp ảnh mà hầu hết tất cả các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng. Tại vì nhất là đối với Sài Gòn thì trong 4 tháng mà với một cái chỉ thị là có những lúc gọi là ai ở đâu yên đó thì hầu như là tất cả đều đóng băng hết, trừ những lực lượng tuyến đầu, những lực lượng y tế, những lực lượng công an, quân sự thì được phép ra đường, thì và nhà báo nữa, lực lượng nhà báo để mà đưa những thông tin tới cho người xem. Thì thật sự Hòa không phải là một nhà báo, cũng không phải là một phóng viên, nhưng mà có việc, vì có thể là mình là một cái người rất, mình sinh ra ở Sài Gòn, thành ra mình rất yêu cái thành phố nơi mình sinh ra. Thế là có cái duyên để mình có một các bạn tạo cái điều kiện cho mình. Mình nói là trong những cái ngày này, tất nhiên là Thùy Linh biết không, tại vì không phải là năm 2021 mà năm 2020, từ ngày anh còn nhớ là từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 22 tháng 4, cả nước mình chỉ thị 16 luôn. Thành ra anh cũng có một cái bộ hình, có một Sài Gòn bình yên đến lạ, anh gọi là tập 1. Lúc đó thì mình không có đặt tập. Nhưng mà vào thời điểm năm 2020 đúng không? 2020, từ 1 tây cho đến 22 tây tháng 4. Thì anh có một cái bộ hình là cũng đặt cái tên đó và có sức lan tỏa. Phải nói là cũng là rất là kinh khủng. Kể vui là mình cũng không ngờ luôn, là vì cái hôm đó để chụp xong cái mệt, cái qua ngày hôm sau bắt đầu mới post lên Facebook, Thùy Linh có tin không, là cái lượng lan tỏa đó là chỉ trong một đêm không là gần 10.000 lượt share. Anh cũng rất bất ngờ về điều rất đó. Rất là bất ngờ, rất bất ngờ. Mình đi tìm hiểu tại sao là họ, mọi người quan tâm như vậy. Thật sự là sau này mình biết là có những bạn là tất nhiên khi chỉ thị 16 thì đa số là phải ở nhà, thì
họ không có hình dung. Bình thường thì Thùy Linh biết là đường phố Sài Gòn rất rất là đông, nhưng mà có những cái cung đường nó rất là vắng, thì Hòa hiểu về Sài Gòn rất nhiều, biết được những cung đường nào mà thường đông xe, thì Hòa đi chụp những cái con đường đó và ghi nhận lại. Sau đó khi đó post lên thì họ mọi người đều rất là ngạc nhiên, và chính vì vậy họ mới có sức lan tỏa như vậy. Và họ thương tại sao là có một cái giai đoạn như vậy. Thì năm ngoái, năm 2020, nhưng mà khi ấy có lẽ anh có nghĩ rằng đó là bộ ảnh mà mình muốn là chỉ là duy nhất không? Chính xác. Mình bởi lúc đó anh đặt là có một Sài Gòn bình yên đến lạ. Anh thích một cái gì nó lạc quan, anh không có thích nhìn một cái gì nó bi quan. Tại là anh đặt bình yên đến lạ. Thì mình nghĩ đó, mình chụp cái bộ hình này chắc có lẽ là chắc chắn một điều là mình nghĩ là chỉ một lần duy nhất thôi. Mới với một cái sức lan tỏa phải nói là dùng là kinh khủng luôn, kinh khủng. Sau đó hình như bây giờ là nó khoảng gần 36.000 lượt xe. Và không muốn lặp lại những cái hình ảnh cái thời điểm giãn cách như thế. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng ạ, đôi khi cuộc sống là vô thường và chúng ta vẫn phải đối diện với những khó khăn để thấy mình mạnh mẽ hơn. Đúng rồi. Và năm qua, năm 2021 có lẽ là cái thời điểm giãn cách dài nhất trong lịch sử của thành phố Thành phố Hồ Chí Minh. Chính xác luôn. Anh đi chụp riết rồi anh còn nhớ luôn những cái mốc. Anh còn... anh nghĩ chỉ có ở Bưu Điện thôi. Bưu Điện có cái đồng hồ. Em có biết là anh đi 11 giờ anh đi lang thang và đến đúng giờ trước đó 5 phút và anh đặt cái chân máy và anh chụp cái Bưu Điện, cái đồng hồ của Bưu Điện vào đúng 0 giờ ngày 9 tháng 7 là một cái cột mốc là cả Sài Gòn mà chỉ thị 16 là giãn cách. Thì đó là những cái giờ khắc khi mình đi chụp á. Anh còn nhớ cái cảm giác của mình khi đó? Cảm giác phải nói là nó một cái gì đó nó khác lắm, nó lạ lắm. Và khi mình nhìn ra đường lúc đó vắng lắm, và các anh bên lực lượng công an á, thì bắt đầu đi trước đó thì chỉ thị 15 thì chưa, nhưng mà bắt đầu 0 giờ là bắt đầu mấy anh đi giống như là kêu gọi mọi người phải về đến nhà để thực hiện cái chỉ thị 16 đó. Thì có một hai anh thì có đến nhắc anh, tại anh mới nói là không, mình đang ghi nhận lại những cái ảnh, nói anh xong sớm và về sớm an toàn nha. Mặc dù là anh có giấy ưu tiên để mình ra đường mình tác nghiệp trong những khoảnh khắc đó, nhưng chắc mọi người cũng lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của anh. Đúng rồi. Đó thì đó là một cái cột mốc 9 tháng 7, rồi cho đến khi mà ngày 26 tháng 7 đó là bắt đầu là giống như là ai ở đâu thắt chặt đó. Lại quá trình cách ly. Đúng không rồi. Được ra đường, không được ra đường, coi như là chặn luôn. Lúc đó kể cả shipper cũng không được đi luôn cái thời gian đó. Và cái cột mốc phải nói là cột mốc đỉnh điểm luôn là bắt đầu của ngày 67 đêm giới nghiêm lịch sử, từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng hôm sau đều chưa bao giờ xảy ra đối với một cái thành phố trẻ Sài Gòn là hơn 320 năm. Anh còn nhớ là ngày 23 tháng 8, ngày 23 tháng 21 là bắt đầu là ai ở đâu yên đó. Và em biết cái cảm giác mà ban ngày mình chụp nó khác, nhưng ban đêm á, chưa bao giờ mà anh có thể đứng ngay chỗ cái góc đường, ngay chỗ đường Baxter và đường Hàng Thuyên á, mà hôm đó đi với đứa em đệ tử và đứng ngay chỗ đó đó, không có một cái bóng xe. Mà ở đó là nó có cái công viên trước Dinh Độc Lập á, là cái hàng cây sao, nguyên một cái công viên cây sao, mà hôm đó trời gió mà nó thổi, mà mình nghe, mà mình cảm giác theo kiểu mình lạc quan á, thì mình cảm giác như mình đang lạc trong cái khu rừng á. Cảm giác nó kinh khủng lắm. Nói chung là vừa sợ, vừa bồn chồn, vừa lo lắng. Chưa bao giờ, mà lúc đó khoảng mới có 7 giờ tối à, 7 giờ hơn à, thì chỗ đó lúc nào nó cũng đông hết á, nhưng mà cái cảm giác
mình khó diễn tả lắm, mà phải nói là cái mà gọi là nghẹn á, anh dùng từ nghẹn á, là những cái đêm đầu, là khi mà mình đứng ở những cái ngã tư á, mà đặc biệt ở những cái ngã tư mà gần những cái bệnh viện á, em biết là cái tiếng còi cứu thương gọi như là thắt lòng luôn á. Chưa bao giờ mà tiếng xe cứu thương và còi cứu thương lại vang lên liên tiếp như thế. Nhiều đến như vậy, đều đến như vậy mà phải nói là kể đến giờ anh vẫn còn nổi da gà cái cảm giác đó. Mình chưa bao giờ chứng kiến từ, tại vì anh sanh ra ở đây và anh lớn lên và anh cảm giác được Sài Gòn lúc nào cũng năng động, Sài Gòn cũng đông, nhất là sau này khi mà dân số tăng lên rồi các những cái khu công nghiệp mở lên thì những người lao động tứ xứ thì cái dân số Sài Gòn nó tăng lên rất là nhiều. Chưa bao giờ Sài Gòn mà đến khoảng 6:30 tối thôi, đứng ở những cái bùng binh giống như là Phù Rộng Diên Dương hoặc là bùng binh Cộng Hòa, bùng binh Phú Lâm, mà không có một chiếc xe nào, chỉ có những cái chốt chặn của lực lượng. Điều này có lẽ là thực sự ám ảnh một thời gian dài ấy anh nhỉ? Dạ đúng rồi, thật sự thì rất rất là ám ảnh. Mình đi mà có những lúc mình đứng một chụp xong rồi mình đứng mà mình nghẹn, thật sự là kiểu thẫn thờ lại trong một khoảnh khắc. Nhưng mà trong cái thẫn thờ đó thì Linh biết không, anh lại muốn, thứ nhất là cái tính cách của anh là anh muốn lan tỏa cái điều tích cực trong vô vàn những cái tin Covid, nói chung là làm cho mọi người rất là lo, thì anh lại muốn đi ghi nhận lại những cái hình ảnh Sài Gòn phải lung linh dưới mắt anh. Thì anh chụp cái góc nó khác, anh chụp cái góc nó bình thường nó là xe cộ tùm lum hết á, thì bây giờ thì anh sẽ chụp với cũng góc độ đó và Sài Gòn khi mà vừa lên đèn. Thì vừa lên đèn thì nó tùy theo khoảng thời gian, thì anh thấy có những cung đường là khoảng 6 giờ nó mở, 6 giờ 15 mở, 6 giờ rưỡi mở, thì anh canh vừa bật cái đèn đường lên là anh chụp. Thì em biết là giữa cái trời xanh và cái đèn đường và cái con đường nó vắng, nó tạo nên một khung cảnh, mình bỏ qua cái chuyện kia sau lưng đi, thì cái lúc đó là anh có thể nói là Sài Gòn đẹp nhất từ trước đến giờ. 0 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường biện pháp chống Covid-19 với yêu cầu là ai ở đâu ở yên đó. Yêu cầu mọi người nên ở tại nhà, tránh ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết. Bây giờ các trường hợp F0 em gọi thay cũng bệnh, không có chuyện. Chị giúp đỡ em luôn nha, chị gọi giùm em luôn đi. Dạ. Linh nghĩ rằng đây chính là điểm mấu chốt khiến cho những bộ ảnh của anh ghi lại những thời khắc lịch sử của Sài Gòn được mọi người lan tỏa và xem nhiều đến như vậy. Bởi vì chúng ta thời điểm đó vẫn luôn luôn lặp đi lặp lại điệp khúc là Sài Gòn đau thương, Sài Gòn buồn quá. Nhưng mà ngắm những bức ảnh của anh thì lại là Sài Gòn thật bình yên, Sài Gòn thật là đẹp. Bởi vì trong giai đoạn đó thì Linh nghĩ rằng tất cả mỗi chúng ta đều cần niềm tin để vượt qua khó khăn. Bởi vì có quá nhiều những thứ tác động đến chúng ta. Và ngắm nhìn những bức ảnh của anh cho mọi người niềm tin đó. Chính xác là em. Tại vì anh không có muốn mọi người quá nhiều cái thông tin nó xấu làm cho người ta bi quan trong cái khoảng thời gian đó. Nhất là Thùy Linh cứ nghĩ đi, 4 tháng mà không có được ra đường đã bức bối rồi. Chứ đừng có nói là mình coi nhiều cái tin đó. Thế là mỗi ngày, chính vì đó nó là cái động lực cho anh. Thùy Linh biết đâu ai bắt anh phải đi chụp đâu. Anh có đồ bị áp lực gì đâu. Nhưng mà vì mình yêu thành phố và anh cứ lang thang là có khi từ buổi sáng mình bắt những cái giọt nắng sớm
Em biết là thành phố ngay chỗ trung tâm á, là nó có những nhà cao tầng, thì khi mà sáng sớm á, nắng nó xiên á, nó lọt qua những cái khe đó, nó tạo nên những cái bóng, thì anh gọi là Sài Gòn bóng, rất là đẹp. Thì anh làm một cái album về Sài Gòn bóng, thì anh muốn thể hiện một cái Sài Gòn vào sáng sớm và hoặc là chiều, nó cũng có những cái vệt nắng rất là đẹp luôn. Rồi cho đến cái giai đoạn mà gọi là Sài Gòn mà bị những sợi dây, anh gọi là sợi dây quyền lực á, là năm 2020 từ 1 tháng 4 cho đến 22 tháng 4 thì lại không có cái đó, không có cái giăng dây đó. Nhưng năm nay lại có. Vâng. Mình đi có những cái khu á là cô lập nguyên một cái phường luôn, thì anh ghi nhận lại cái hình ảnh đó, anh chụp những, tức là giữa một cái người bán ở trong và một người mua ở ngoài, cách nhau một cái sợi dây quyền lực đó, chỉ có trao nhau bằng những cái đồ vật và tiền á, thông qua sợi dây, nó một cái gì đó nó rất là lạ, nó một cái hình ảnh chưa bao giờ xảy ra. Thế là mới đầu anh đặt tên là cái là Sài Gòn giăng dây, tại vì có lúc đó thì chưa cả Sài Gòn đâu, thì có những khu đó, tùy khu thôi. Sau đó anh đi chụp và có những cái công viên á, em biết cái họ giăng dây mà dứt sắc này nè, thì anh mới đặt lại là để cho nó một cái gì đó nó thơ hơn. Anh thích một cái gì nó lạc quan để mọi người không có bi quan á, thì anh đặt là Sài Gòn băng bó. Tại vì Sài Gòn băng bó, em biết một cái vết thương á, khi mà mình băng bó thì nó sẽ lành chứ, đúng không? Nó đâu có bị mất đi đâu, nó cũng không bị chết. Thì coi như Sài Gòn băng bó rồi, Sài Gòn lại mau giống như là dưỡng thương. Khi anh post lên những tấm hình đó, nhất là những tấm hình mà anh chụp ở trong công viên Hoàng Thụ á, em biết là cứ mỗi cây người ta văng qua văng lại văng qua văng lại, thì anh hay dùng những cái câu rất là vui là cái này là để tập cho mọi người chạy 110 mét rào một yeah. Tức là anh viết trong đó những cái câu dí dỏm để cho mọi người nhảy vô comment, để cho cái tinh thần họ lạc quan lên. Anh tâm huyết với những bức ảnh từ những cái tên, anh cũng trăn trở để gửi gắm ở đó những thông điệp mang những ý nghĩa vừa xúc tích ngắn gọn nhưng lại rất lạc quan ạ. Trong thời điểm đó chúng ta thấy là những hình ảnh ghi lại từ ảnh cho đến clip thì đều mang tới những cái sự tiêu điều đầy lo lắng, đầy bi quan. Vậy thì làm thế nào trước một thực tế như thế mà anh phải chọn cách chụp ra sao, ánh sáng, góc máy rồi mọi thứ thế nào để nhìn những bức ảnh cũng là góc đó nhưng chúng tôi lại thấy sao Sài Gòn lại đẹp như vậy, lại gửi gắm những niềm tin lạc quan đến như vậy? Một phần chính đó là muốn một cái hình hoặc một cái tác phẩm của mình mang một cái thông điệp lạc quan thì bản thân mình phải là người lạc quan. Thì anh thì là một người sống rất là lạc quan, anh tin vào vào những cái mà mình làm những cái việc thiện thì mình sẽ nhận được nhiều điều tốt. Thì anh muốn lan tỏa những cái tích cực. Tất nhiên khi đi anh có những cái hình ảnh nó xấu đó, nhưng mà anh không bao giờ anh chụp hết á. Anh thích chụp những cái gì nó đẹp, thì qua đó người ta cảm thấy, có những người ta nhảy vô người ta bình luận rất là thương luôn là anh ơi, em không phải là người sinh ra ở Sài Gòn, em lên đây học đại học và ở lại làm việc 20 năm mà chưa bao giờ em thấy Sài Gòn đẹp đến như vậy. Thì đó là một cái thông điệp làm cho người ta yêu, giống như người ta yêu thêm một cái quê hương thứ hai của họ đó. Thì đó là một trong những cái mà anh rất là một cái động viên để cho mình mỗi ngày phải xách máy ra đường. Và anh muốn ghi nhận vì một phần nữa là có lẽ là vì hồi nhỏ đó, trước 75 đó, là ba má anh hay dẫn ra ngoài những cái khu ngoài trung tâm á, thì nó có ngày xưa nó tên là khu Eden rồi đường Nguyễn Thiệp, từ những cái đó nó thuộc về ký ức của người Sài Gòn xưa. Thì có thể là anh may mắn là sống qua cái thời gian đó và mình ghi nhận được ba má dẫn đi đó, cái ký ức của thơ mình trỗi dậy, thì mình ghi nhận cái hình ảnh đó và mình chụp đó, thì mình hơn các bạn trẻ ở chỗ đó. Các bạn trẻ sanh sau này thì nó thay đổi nhiều lắm rồi, thì anh lại gợi nhớ lại những cái câu chuyện xưa. Thí dụ như là cái cà phê Rivan bây giờ nằm ở trong cái Union Square, nhưng mà hiện giờ là chưa có giống như là chưa có mở lại. Anh mong cái quán cà phê đó phải mở lại, tại vì nằm cái góc nhìn ra nhà hát thành phố và khách sạn Caravan, một trong những quán cà phê gọi là anh dùng từ kinh điển của Sài Gòn đó. Thì những cái đó từ ngày xưa mình biết,
thì mình đi chụp lại và mình viết lại những cái câu chuyện. Thật ra thì anh nghĩ là cái xu hướng bây giờ đối với anh khoảng chừng 10 năm trở lại đây, hơn 10 năm trở lại đây, thì hình đẹp không chưa đủ. Đối với anh, hình nó phải có cảm xúc, hình nó phải có cái hồn. Thì muốn được như vậy, mình phải kể cái câu chuyện trong cái hình đó, bằng đặt đằng sau tấm hình đó. Thí dụ như mình đưa lên một cái góc mà anh không ngờ là tấm hình đó lan tỏa kinh khủng luôn, là anh chụp cái ở ngay chỗ đường phố đi bộ Nguyễn Huệ, vâng. Anh chụp vô cái Nguyễn Thiệp, thì cái đường Nguyễn Thiệp nó nhỏ thôi, nó có một đoạn từ đường Đồng Khởi qua đường Nguyễn Huệ thôi, nhưng mà đó là một cái tiết xưa rất là anh nghĩ là đối với những người mà cỡ tuổi anh trở lên thì người ta rất là ký ức. Thành ra là anh ghi nhận lại cái hình ảnh đó, tại mình chạm đến trái tim, chạm đến ký ức của những người nhất là những người xa xứ. Họ bây giờ muốn nhìn lại, ngắm lại cái Sài Gòn. Và ngay cả những người đàn cha, đàn chú, đàn bác cũng sống trước thời anh, nhưng mà người ta cũng chưa bao giờ chứng kiến có một Sài Gòn mà nó bình yên đến lạ như vậy. Những tấm ảnh có giá trị, gửi gắm ở đó những thông điệp ý nghĩa có thể sẽ là những chứng nhân lịch sử. Và chúng tôi được hiểu rằng những tấm ảnh được thể hiện ở đó góc nhìn, cảm xúc và tâm hồn của chính những nhiếp ảnh gia. Một lần nữa phải cảm ơn anh rất nhiều với sự lạc quan, với niềm tin vào một Sài Gòn sẽ sớm hồi sinh, đã gửi gắm vào những bức ảnh có giá trị đó, và chắc chắn đó sẽ là những chứng nhân lịch sử để mãi sau này chúng ta nhìn lại những thời khắc cực kỳ là đáng nhớ. Nhưng mà đó là những thời khắc để cho chúng ta có những niềm tin vào tình thương giữa con người với con người, và sự quyết tâm và đồng lòng của cả xã hội. Và có lẽ anh cũng có những cuộc gặp gỡ với rất nhiều những con người, đặc biệt ở tuyến đầu chống dịch, hay những con người lao động, họ vẫn phải mưu sinh, họ vẫn phải đi ra đường để làm công việc của mình vào những ngày đó. Bởi vì Linh rất ấn tượng khi được ngắm những bức ảnh mà anh chụp những người lao công làm công tác vệ sinh môi trường. Trong những ngày mà những đêm 67 đêm giới nghiêm á, thì bắt đầu trong những ngày đầu á, thì để mình ghi nhận lại những cái hình ảnh. Tại vì mọi người ở nhà người ta thắc mắc, thế thì hiện giờ ở ngoài đường phố thì gồm có những ai, họ vô họ comment như vậy đó. Thì bắt đầu anh mới đi chụp hình, và anh chụp hình các chiến sĩ công an, họ phải đi tuần như thế nào, và rồi bên phía các chiến sĩ quân đội, rồi các bạn lao công, các bạn nhân viên bên công ty vệ sinh đó, họ quét đường. Chị Linh có biết là dù là không có ai ra đường trong 4 tháng đó, nhưng mỗi ngày họ có hỏi là mấy anh chị đó mỗi ngày phải 2 lần quét như vậy đó. Thành ra là chưa bao giờ Sài Gòn nó sạch như trong 4 tháng vừa rồi. Nó sạch tại vì không có ai xả rác, không có ai, nhưng mà vẫn phải quét để giữ cái đường phố cho nó sạch. Và đặc biệt giúp ăn đêm á, thì mới đầu á là anh cứ người tưởng là sẽ tắt bớt đèn đường, nhưng không, thì Linh vẫn đèn sáng như vậy, thì nó cho một cái Sài Gòn lung linh rất là đẹp. Thì đó là những lực lượng mà anh gọi là thầm lặng, những chiến sĩ thầm lặng trong đêm. Và trong... có lẽ những con người thầm lặng đó vào những ngày mà Sài Gòn vẫn còn nhộn nhịp, tấp nập giữa phố đông bao nhiêu người lao động, thì có lẽ họ sẽ rất là nhỏ bé. Đôi khi nhiều người sẽ quên đi vai trò quan trọng của họ trong xã hội. Nhưng ngắm nhìn những bức ảnh như thế để tôn vinh vai trò của người lao động thì cho chúng tôi thấy rằng là cái trách nhiệm của họ, cái sự cống hiến của họ là rất lớn. Đặc biệt là trong những thời khắc khó khăn, không ai ra đường. Với những bộ ảnh có một Sài Gòn bình yên đến lạ, Sài Gòn ngủ sớm, Sài Gòn băng bó, Sài Gòn bóng, và rất nhiều những hình ảnh đẹp được lưu giữ như thế ạ. Anh có thấy rằng bây giờ khi mà những thời điểm khó khăn của 4 tháng giãn cách toàn xã hội đã qua đi, Sài Gòn đang dần hồi sinh, thì anh thấy là cái sự thay đổi lớn nhất là gì ạ? Thì anh biết là cái ngày, anh còn nhớ cái mốc luôn, ngày 30 tháng 10 là cái ngày cuối cùng là gỡ bỏ giãn cách á. Thế là anh đi chụp, mà có một tấm hình nó cũng lan tỏa kinh khủng luôn trong ngày đó, và báo chí đài xin hình đó để mà đăng tải. Thì cái hôm đó thì anh đang thực hiện cái bộ hình đó, lúc đó là buổi chiều, anh nhớ là 2-3 giờ gì đó, là khi mà đang chụp các chú chim bồ câu đang ăn ở trên con đường Nguyễn Huệ, thì anh mới bắt gặp một cái hình ảnh ngay trong cái phố đi bộ, hai bạn mặc áo xanh là tình nguyện viên á, là tình nguyện viên. Mới đầu là anh tưởng là y tá, thế là đang cho chim ăn, tại cái giờ đó là giờ
bồ câu ăn, những lực lượng tình nguyện đó, thì tới giờ cho ăn thì cái hình ảnh nó quá đẹp, đứng từ xa anh thấy, thế là khoảng 100 mét gì đó, anh chạy đến và anh bấm liên tục, thì các bạn đó đang thảy thóc cho bồ câu ăn, thì nguyên một cái đàn bồ câu nó bay lên, nó rất là đẹp. Thì một cái hình ảnh anh cho là một cái Sài Gòn hồi sinh. Thì anh còn đùa nữa đó, anh thích một cái gì nó dí dỏm á. Sau khi chụp hình về, anh coi kỹ cái hình đó và anh đặt, tức là anh còn dí dỏm là các F0 mà chữa trị xong rồi thì được phép bay đi tự do, còn những con bồ câu đang dưới này còn đang điều trị, ráng ăn ngoan để mau khỏe nha. Đó là những cái câu chuyện rất là thú vị. Thì qua ngày hôm sau anh lại tiếp tục, là ngày 1 tháng 11 là anh lại tiếp tục đi chụp cái ngày đầu của Sài Gòn hồi sinh như thế nào. Mà anh vô cùng bất ngờ khi mà anh đi vô đến quận 5 là Chợ Lớn á, thì gần như là nó trở lại bình thường luôn. Ở ngoài khu vực Sài Gòn thì vẫn còn lác đác, nhưng trong khu vực quận 5 là khu vực của Chợ Lớn á, là gần như là họ trở lại bình thường, đông đúc. Anh rất là ngạc nhiên và anh đăng tải cái đó và cho mọi người một cái sự lạc quan. Ô, Sài Gòn đã hồi sinh. Nhiếp ảnh gắn với cuộc đời của anh hơn 30 năm rồi. Không biết đây là công việc đam mê từ ngày xưa hay là có cái cơ duyên tình cờ anh, người chọn nghề hay nghề chọn người? Thật sự thì nếu chính xác là nghề chọn người, tức là nghề chọn anh thì đúng hơn. Tại vì thứ nhất là em biết là trong cái nghề nhiếp ảnh đó, những cái năm mà năm 89 đó, là không có cái trường lớp chuyên nghiệp, chỉ là những cái hội nhiếp ảnh mở lên thôi. Thì cái năm 89 đó thì là cái năm mà nó có hai mốc lịch sử, và những người đi lao động hợp tác về đó thì họ mới đem về cái máy, nó tên là máy của lúc đó là máy Đông Đức, là máy Praktika. Thì anh có lúc đó đi làm rồi, làm nhà nước, thì có một nửa tiền, má cho nửa tiền mới dành dụm mua, là biết đó là một cái niềm đam mê, má mới cho nửa tiền đó để mua cái máy đó, tập tành chụp chơi thôi. Thì mình nghĩ là mình mua máy để mình thỏa cái sở thích thôi. Nhưng mà không ngờ là khi mà mua máy thì bắt đầu chụp cho công ty. Chụp cho công ty thì cô giám đốc cô thấy là ô này chụp gì mà rất là đẹp. Thế là mới nhờ đi chụp cho những cái buổi gọi là tổng kết quý, tổng kết giữa năm, tổng kết cuối năm. Từ đó là cái bắt đầu khách, bắt đầu cứ người này truyền qua người kia, truyền qua người kia. Đến một lúc đó năm 94 thì lúc đó là anh xin nghỉ 10 năm biên chế nhà nước và anh ra hẳn luôn để mà làm nghề luôn đó. Thì phải nói là nghề chọn anh, và không phải là bắt đầu từ năm 89 mà từ hồi cấp 2 kìa. Lúc mà còn đi học á, mê lắm. Rất là mê, cứ dành cái máy chụp hình của đứa bạn. Tại vì lúc đó là một cái máy giống như một cả một cái là gia tài luôn á, nó lớn lắm, lúc đó nó lớn lắm. Thì chắc có lẽ là cái niềm đam mê nó nuôi anh cho đến bây giờ. Cho đến bây giờ thì nghiệm lại những cái bạn cùng lứa, nhiếp ảnh cùng lứa đó, gần như là gác kiếm, anh dùng từ gác kiếm á, là nhưng mà anh vẫn còn đam mê, và thậm chí là nó còn cháy bỏng hơn lúc trước nhiều lắm luôn. Bên cạnh những khoảnh khắc thăng hoa, những hình ảnh được anh chớp lại trong một khoảnh khắc rất là nhanh và đầy cảm hứng, có sức lan tỏa, thì có những khoảnh khắc nào mà anh cũng phải đứng trước cái cảm xúc là bí ý tưởng, trăn trở, lặp đi lặp lại cái nơi đó, cái hình ảnh đó mà chưa tìm được cách thể hiện không anh? Không, thật sự là nếu mà nó không hoa là anh không. Vấn đề là thường anh có một cái thói quen là trước khi anh đi chụp cái gì anh phải suy nghĩ một cái ý tưởng trước. Thí dụ như anh suy nghĩ đi chụp cái Sài Gòn bóng cũng vậy nữa. Tại vì cái hôm đó là đang đi chụp toàn đường vắng, thì mình thấy những cái vệt những cái tòa nhà nó tạo thành những cái khe đó, nó rất là đẹp. Cái xong cái nói úc, tại sao mình không làm một cái là chuyên đề về Sài Gòn bóng? Thì lập tức khi mà mình có một cái chủ đề rồi đó, thì Linh biết không, thì mình sẽ chụp focus vô, nó sẽ chính xác hơn, nó sẽ cảm xúc hơn. Thế là chụp sáng, chụp chiều, anh ghi nhận lại tất cả những cái hình mà nó thuộc về những cái bóng đổ. Rồi giống như Sài Gòn băng bó thì anh lại đi chụp những cái sợi dây, mà không phải riêng gì sợi dây, ở chợ cũng có. Anh còn một tấm, nó nhắc về chợ, anh còn nhớ là anh còn có một cái bộ hình anh còn chưa đăng tải luôn. Anh nghĩ cũng sẽ trở thành lịch sử, và anh nghĩ là anh là người duy nhất
có thể nói dịch là như vậy, tức là những cái chợ truyền thống ở Sài Gòn này á, chưa bao giờ trong lịch sử mà đồng loạt gọi là bị đóng cửa. Anh là người đi chụp gần hết tất cả những cái chợ truyền thống mà nổi tiếng, tất nhiên là gần hết thôi chứ không phải là hết, tại vì có những cái chợ nó nhỏ lắm anh cũng không có chụp, nhưng mà những cái chợ lớn như là chợ Bến Thành, chợ Trương Minh Giảng, chợ Bà Triệu, anh đi chụp hết, là chụp lúc nó đóng cửa. Thì cái mô hình đó thường đăng tải luôn đó. Thì cái mô hình đó sau đó anh định là đợi khi mà nó ổn định như vậy, anh sẽ dành thời gian anh lại đúng cái góc đó anh chụp trước sau. Anh nghĩ nó sẽ rất là đó là một trong những cái ý tưởng á. Thì thường là anh sẽ nghĩ cái ý tưởng trước khi anh đi chụp. Giống như cái Sài Gòn dưới Nghiêm á, thì mình nghĩ khi bắt đầu là có chỉ thị, anh nghe trên TV có chỉ thị là từ 18 giờ ngày hôm nay cho đến 6 giờ ngày hôm sau. Anh mới chợt nghĩ ồ, cái này gọi là giới nghiêm rồi, giới nghiêm rồi, thôi bây giờ mình đi chụp đi. Thì anh mới đặt cái tên album nó cho một cái tất thơ là Sài Gòn ngủ sớm, ngủ sớm để còn mau khỏe. Thì đó là những cái mà anh chia sẻ, hoặc là anh đi chụp, kể cả như chụp cho sở trường của anh là chụp người mẫu nha, ví dụ như áo dài của Thùy Linh nè, thì anh sẽ chọn những cái góc, ví dụ như ở Hội An, ở Huế, thì mình với một cái áo dài của em là áo dài dạng hiện đại, thì anh sẽ chọn cái bối cảnh nào cho nó hợp với lại cái áo dài này. Áo dài này mà em đi vào những cái dạng cung đình hoặc là chùa, nó không có đã bằng đi chụp một cách hiện đại. Đó là thường đã anh chia sẻ em đó, tức là anh phải nghĩ cái ý tưởng trước khi đi chụp. Vâng, vậy là dường như là một trong những yếu tố quan trọng, mấu chốt đầu tiên cho việc bắt đầu của sự sáng tạo nhiếp ảnh, đó là chúng ta phải có ý tưởng. Đúng rồi. Và dường như là trong hơn 30 năm làm nghề, có rất là nhiều những thể loại mà anh đã gửi gắm vào trong những bức ảnh của mình. Và những cái nguồn sáng tạo nó cứ không ngừng tiếp cận với đề tài này thì lại sáng tạo ra, tiếp cận với những cái mảng đề tài khác ạ. Có kỹ năng gì để rèn luyện cho cái nguồn sáng tạo của mình luôn luôn dồi dào như thế không anh? Thật ra anh nghĩ là cái niềm đam mê cộng với cái khiếu. Em biết là tại vì từ cái những cái bộ hình này xong rồi mình lại tiếp xúc với lại những cái nhân vật có thể liên quan, thế là tự nhiên giống như anh chia sẻ là có hôm đó anh đi lên anh dạy cho lớp chụp ảnh bằng điện thoại ở Tân Cảng, thì anh dạy cho hầu hết tất cả các phòng ban ở trong Tân Cảng, thì trong đó có một cái anh đó là phó giám đốc của công ty Hoa Tiêu Sài Gòn. Thì anh tiếp xúc thì anh mới nói là hay là bữa nào để em mời anh đi theo cái, để anh biết được cái nghề Hoa Tiêu nó như thế nào. Thì thật sự thì trước khi sau đó thì khoảng đâu mấy tháng á, thì anh mới sắp xếp cho anh đi cái trên một chuyến tàu bự lắm, tàu đẹp lắm. Thì khi mà mình đi thì mình tiếp xúc với nhân vật đó và mình hỏi những cái thông tin, thường kỹ năng của anh đó là một trong những cái đó, là anh hỏi những cái thông tin của cái nghề đó, xong anh ghi lại trong cái điện thoại, ghi những cái ý chính trong điện thoại, và sau đó anh ghi nhận lại những cái hình chụp theo cái ý đó. Sau đó anh về anh viết lại cái câu chuyện, thì anh kể lại cái câu chuyện là nghề hoa tiêu nè là như thế nào. Mới đầu thì mình cứ tưởng là nghề hoa tiêu là những chiếc tàu lai dắt, mình vô mình thấy chiếc tàu nhỏ, nhưng không phải đâu. Chiếc tàu đó là theo lệnh của Hoa Tiêu trên tàu đó. Thì đó, anh chia sẻ là vì là từ những cái bộ hình này, từ những cái công việc này, nó lại liên kết anh với những nhân vật khác của ngành nghề khác. Họ thấy anh có một cái niềm đam mê, họ thấy anh có một cái tố chất, thế là họ mời. Đó là một trong những cái, phải nói là cái duyên cực lớn khi mình làm nghề, phải nói là một cái hạnh phúc. Và Thùy Linh nhận thấy rằng một điểm quan trọng nữa để anh có thể làm tốt, để có thể thực sự sáng tạo và đưa vào đó những thông điệp ý nghĩa, đó là dường như nhiếp ảnh gia Minh Hòa luôn luôn sống vào từng khoảnh khắc mà những gì mà anh gửi gắm. Chỉ khi mà chúng ta thực sự sống thì chúng ta mới có thể tận hưởng và ngắm nhìn nó một cách trọn vẹn nhất từ đa chiều. Người nhìn từ góc nhìn thẳng đa phần sẽ thấy là ồ, sự vật hiện tượng này không đẹp. Nhưng anh sống ở trong khoảnh khắc đó, anh đi vòng quanh nó và anh tận hưởng và anh nhìn được những góc nhìn đa chiều. Thì chính vì vậy thì cái hình mình kể lại cái câu chuyện chỉ bằng một cái click thôi. Thật ra thì rất khó lắm, thì Linh khó lắm. Nói thì
rất dễ để có thể ai cũng thể nói được. Nhưng mà mới có một click chuột và em kể lại cái câu chuyện trong một tấm hình đó, khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Giống như anh kể thêm một cái tấm hình mà nó mang kính tấm, anh đặt tên là Đức Tin đó. Thì cái hôm đó là hôm buổi chiều, cũng trong cái khoảng thời gian là ai ở đâu yên đó đó, thì anh đi cùng với một bạn bên quay phim, thì định đi săn ảnh đường phố vắng ở ngay đường Đồng Khởi, thì đi ngang cái nhà thờ Đức Bà, quay qua cái tượng Đức Mẹ, giống như một cái phản xạ luôn á, quay qua thì tượng Đức Mẹ, đứng trước tượng Đức Mẹ là một bạn mặc nguyên cái đồ bảo hộ y tế màu trắng, trên tượng Đức Mẹ màu trắng, ở dưới này là cũng là một cái hình ảnh mà đúng ngay khoảng cái thời điểm mà Sài Gòn gọi là lịch sử. Thì bạn đó mặc nguyên cái bộ đồ, cái hình ảnh nó quá đẹp, anh lật đật anh nhảy xuống mà bạn chưa kịp mà dừng xe nữa đó, anh sợ mất đi cái khoảnh khắc đó, thế là anh chụp nhiều tấm bằng cái ống kính quay trước, sau đó anh lui xa, anh dùng cái tele anh chụp để anh cho nó gấp gọn lại. Thì tấm đó anh về anh đăng lên, anh đặt tên là Đức Tin, thì tin vào một cái sự lạc quan sắp tới. Bạn đó giống như cầu mong cho một cái thế giới không phải riêng bạn mà cho cả mọi người trên thế giới vượt qua cái cơn đại dịch này. Một cái hình ảnh quá đẹp luôn, thì lan tỏa ở trong những cái trang của Công giáo, phải nói là mãnh liệt luôn á, rất là lớn luôn. Và sau đó có hai họa sĩ vẽ lại tấm hình đó, mình cảm thấy hạnh phúc. Đó là một cái mà một cái năng lượng tích cực anh muốn chia sẻ cho mọi người, để cho mọi người có một cái niềm tin trong cái cuộc sống. Khi anh thật sự tâm huyết về những khoảnh khắc đó và ghi lại về ống kính của mình với góc nhìn của mình, thì một cách rất tự nhiên tấm ảnh đó đến với công chúng cũng được mọi người ngắm nhìn thật kỹ. Bởi vì nếu là một tấm ảnh bình thường không có gì đặc biệt thì mọi người sẽ xem rất nhanh, có khi chỉ vài tích tắc thôi. Nhưng mà những tấm ảnh có câu chuyện gửi gắm ở đó cảm xúc tâm huyết thì chúng tôi sẽ phải dừng lại rất lâu, thậm chí là ngắm đi ngắm lại nó nhiều lần để mới thấu hiểu được những cái giá trị sâu sắc, thông điệp của tấm ảnh đó. Và Thùy Linh được biết rằng trên trang cá nhân của anh thời gian gần đây còn có một bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc rất đặc biệt và được mọi người quan tâm về Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chắc chắn đằng sau những bức ảnh đó cũng là những câu chuyện có nhiều điều đặc biệt. Nếu mà nói đến đây thì phải nói là một cái cảm xúc phải nói là rất là duyên lành và rất là hạnh phúc đó Thùy Linh, rất là hạnh phúc. Tại vì thứ nhất là Hòa không phải là tăng thân, cũng không phải là Phật tử, nhưng mà để được có những tấm hình chụp mà đặc biệt, thì trong một cái dự án làm sách của một nhóm bạn thì có mời anh bay ra ngoài Huế. Thì anh đi có 3 ngày thôi, mà thì biết mọi người thông báo là sư ông cũng yếu, thì không biết là có lấy hình được không, hên xui thôi. Thì khi mà anh quan sát cái hôm đó là hôm buổi sáng, hôm sáng đầu tiên á, thì một sự vô cùng may mắn luôn, thì anh có một cái gọi là cái duyên, không biết là ơn trên hay mà đưa đẩy anh đến gặp sư cô Nghiêm. Thì sư cô Đình Nghiêm mới nói là lúc đó anh sau khi anh chụp cái cảnh các sư trải quét lá đa xong, sao anh đi về ăn sáng, thì tại anh đến sớm lắm, thì anh đang ăn sáng thì sư cô mới gọi cho anh, thì nói chú đi một mình qua đây thôi, chú đi thật nhẹ, đi một mình thôi. Là khi anh đi qua đến đó và sư cô dẫn anh vô trong cái thất của sư ông đó, thì sư ông đang ăn sáng. Thì anh nhìn một cái hình ảnh rất là xúc động, là sư ông ngồi trên chiếc xe lăn. Thì tại khi sư ông về đây thì hầu như là sư ông chỉ ngồi xe lăn thôi. Và một bên là cái chai nước biển. Thì sư ông ăn thì cũng có một sư thầy hỗ trợ. Thì sư cô cho phép anh chụp. Thì em biết khi mà anh chụp xong á, thì anh chụp 2 máy. Thì anh mới, sau khi chụp xong á, thì sư cô mới ngồi với anh và nói là sư cô có mấy tấm hình này, cái nào mà xấu thì con sẽ xóa luôn để giữ lại những hình ảnh đẹp thôi. Thì sau khi xong rồi đó thì sư cô mới nói anh, chú có biết chú là một người may mắn nhất, nhục nhiếp ảnh gia may mắn nhất trên thế giới không? Thì mình ngạc nhiên, tại vì lần đầu tiên là mà ngay cái ngày đầu gặp sư cô nữa, thì sư cô mới nói là trong những cái thời gian mà sư ông khỏe đó, thì ngay cả bình thường sư ông cũng không cho phép ai chụp sư ông đang ăn, chú là người đầu tiên và có là duy nhất luôn. Thì mình nghe mình xúc động lắm, phải nói là xúc động cho đến giờ anh vẫn giữ những tấm hình đó như một báu vật luôn á. Sau những
những cuộc gặp gỡ đặc biệt như vậy, anh có chiêm nghiệm những điều gì không? Nhắc tới thiền sư Thích Nhất Hạnh là nhắc tới làng Mai. Dường như là anh cũng đã có cơ duyên được đến với nơi này. Thật ra thì làng Mai ở Việt Nam chưa được phép em. Chưa được phép mà chỉ có gọi là Diệu Trạm thôi. Thì Diệu Trạm nằm kế bên cái chùa Từ Hiếu. Dạ. Chùa Từ Hiếu. Thì nhưng mà anh được tiếp xúc được với các đại sư thầy, các đại sư cô là những người lớn nhất trong trong ấy. Thì khi mà đến đám sư ông Nguyên Tịch á, thì hầu như tất cả mọi người đều về. Thì khi tiếp xúc, anh có một cái nhận định chung á, là các sư thầy sư cô đều rất là nhẹ nhàng. Từ đó đó, anh không phải là Phật tử, anh cũng không phải là, anh là tôn giáo của anh là không, nhưng mà khi mà mình tiếp xúc á, mình cảm giác á, một cái gì nó rất là bình yên. Và cái con đường của sư ông đó là cái con đường chánh niệm. Anh học được cái từ là chánh niệm rất là hay. Nó làm cho anh luôn luôn nghĩ về cái sự lạc quan, cái sự yêu đời. Hồi trước đây anh cũng là một cái người rất là nóng tính, nhưng mà sau đó không biết tự nhiên có một cái nguồn dần, giống như là nói không phải là tâm linh đó, khi mà anh đứng được sát sư ông, anh chụp cho sư ông á, có một cái gì năng lượng tích cực sư ông truyền qua cho anh hay sao đó. Một chút anh về anh thấy công việc nó rất là thuận lợi, nó tạo cho mình cái nguồn hứng khởi, và nó cho mình một cái năng lượng, phải là năng lượng tích cực, hướng cho mọi người đến một cái nhìn tích cực rất là lớn luôn. Từ đó đó anh hay nhiều khi đáng lẽ thường thường là hay la, thì mình kềm lại thôi, coi như cái đó là mình chánh niệm. Thật sự thì anh cũng có phải tu đâu, nhưng mà mình cảm được cái chuyện đó, và anh muốn truyền cái năng lượng tích cực, truyền cái sự lạc quan đến cho tất cả mọi người thông qua những cái hình, thông qua những cái công việc. Và anh cũng sau này anh có hay nói một cái câu là cái gì mình thích á, thì mình khen, mình có thể giống như trên Facebook mình like, mình thả tim, mình comment, còn cái gì anh không thích thì anh làm thinh. Dường như là những triết lý của Phật pháp rất gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta. Muốn tu không nhất thiết là cứ phải vào chùa, không nhất thiết là cứ phải nói tôi là Phật tử, mà việc tu dưỡng chỉ cần có ý thức, nhận thức và mong muốn được phát triển bản thân trở thành con người tử tế hơn, nhân văn yêu thương hơn, có sự từ bi, nhân ái trong cuộc sống. Đó đúng cũng là tu lên. Đúng không ạ? Đúng rồi. Anh thích cái câu là tu tại tâm. Từ trước giờ đến giờ khi anh làm việc và kể anh sống, anh thích chia sẻ cho con anh, cho bạn, những người thân, đệ tử là có ba chữ T. Mình chiêm nghiệm trong cuộc sống nó có ba chữ T. Nếu mà được ba chữ T đó thì là lý tưởng đó. Cái chữ T đầu tiên mà anh muốn nhắc đến đó là chữ tâm. Chữ tâm thì nó bao hàm rộng lắm, tính tình rồi cách sống hiền, đừng có hại ai, đại khái là trong chữ tâm, giống như cụ Du Kết trong chuyện Kiều là một chữ tâm bằng ba chữ tài, đúng không? Sau chữ tâm đó là đến chữ tài, tài để mình có một cái nghề gì đó mà mình phát triển để mình nuôi sống bản thân mình, đúng không? Thì là chữ tài thứ hai, chữ T thứ hai. Còn cái chữ T thứ ba đó là chữ tín, là uy tín. Thì anh muốn dạy đệ tử, dạy con mình là có ba chữ T đó. Mà khi mình có đủ ba chữ T đó thì mình sẽ có chữ T thứ tư, đó là chữ tâm. Một cái điều mà anh rất là tâm niệm từ trước đến giờ, thì mình muốn lan tỏa những cái điều tích cực, những cái điều mà lạc quan đến cho mọi người. Chúng ta sống trong cuộc đời liên tục có sự vận động, thời gian sẽ khiến cho con người đổi thay, sự vật hiện tượng và mọi thứ đổi thay. Nhưng mà rất cần lưu giữ những giá trị tốt đẹp. Điều đó không chỉ là lịch sử, mà điều đó sẽ trong tương lai sẽ trở thành truyền thống, sẽ trở thành những nét đẹp văn hóa con người để lan tỏa. Ở thời điểm này, anh đang có những kế hoạch, những dự định gì cho những công việc như vậy không? Thật ra thì bây giờ thì anh phải nói là sau những cái mô hình về Sài Gòn á, thì các tập đoàn, các công ty, kể cả các cá nhân doanh nghiệp thì đều mời anh hết. Nhưng mà cái dự án mà anh vẫn còn ấp ủ cùng với lại nhà xuất bản Tổng hợp và ban quản lý dự án Metro số 1 á, thì cả nhóm đang thực hiện cái bộ ảnh để in sách cho cái tuyến Metro số 1. Dự án dài hơi là tại vì anh phải chụp cho đến khi nó khánh thành. Sau đó thì biên tập tất cả các hình ảnh đó lại, kể cả những cái hình ảnh lúc mà thời gian đậu, để mà
kể lại quá trình xây dựng Metro số 1 như thế nào. Dự án này anh đã đồng hành và thực hiện được bao lâu rồi? Anh nhớ là tháng 7 năm 2000 cho tới nay. Tháng 7 năm 2000 thì nó cũng là cái duyên luôn. Cái duyên luôn thì bạn giám đốc nhà xuất bản Tổng hợp là Đinh Thanh Thủy hôm đó là có gọi điện nhắn tin cho anh để mà xin gặp để mà trao đổi công việc, thì bạn mới mời anh vào cái dự án này. Thật sự lúc đầu anh cũng không có nghĩ là anh sẽ nhận, tại vì em biết là Metro đã làm biết bao nhiêu năm và nó sẽ chiếm thời gian mình rất rất là nhiều. Nhưng mà trên đường về từ cái quán cà phê về tới nhà đó, thì giữa đường mình nghĩ ôi cái này thì anh nghĩ sẽ rất là thú vị. Nó là một cái câu chuyện và nó là một cái lịch sử sẽ kể lại cho trăm năm sau, ngàn năm sau. Tại vì chị Linh biết là cái gì mà đầu tiên cũng giống như là cái tuyến xe lửa đầu tiên của Sài Gòn và cũng là của Đông Dương đó, là không biết là chị Linh có biết không? Dạ. Đó, cái tuyến đó người ta sẽ nhắc tới bây giờ luôn là hơn 140 năm rồi, tuyến Sài Gòn Mỹ Tho. Đó là chuyến xe lửa đầu tiên của Đông Dương luôn đó. Thì cái gì đầu tiên người ta sẽ nhắc hoài luôn. Thì cái Metro số 1 đối với Sài Gòn đó là cái tuyến đầu tiên. Thì anh ghi nhận lại những cái hình ảnh, không phải là hình ảnh đang xây dựng, không phải là ghi ảnh những cái bê tông cốt thép, mà anh ghi nhận lại những cái câu chuyện của kỹ sư, những công nhân, những người làm nên cái công trình lịch sử này. Từng khâu, kể cả cái giây phút mà bốc cái toa tàu đầu tiên từ chiếc tàu thủy chạy từ bên Nhật qua, đặt xuống cái xe siêu trường siêu trọng đó, một cái cảm xúc phải nói là vô cùng tự hào, phải nói là vô cùng tự hào. Vì năm 2001 á, anh lần đầu tiên được đi nước ngoài, hay lúa lần đầu tiên được đi ngoài, thì có đi qua Singapore, thì có đi xuống Metro á, thì thấy nó quá hiện đại, một cái đất nước quá gần mình mà họ đã có một cái hệ thống Metro, anh không nhớ là 6-7 đường gì đó, thì nó rất là hiện đại và rất là đẹp luôn. Anh nghĩ là một ngày nào đó ở Sài Gòn mình có được cái Metro như thế này, thì cái giây phút mà cái toa nó đặt xuống cái xe siêu trường siêu trọng á, cái anh vừa chụp mà vừa nghĩ trong lòng luôn á là ồ, sắp rồi, Việt Nam mình sắp có Metro rồi. Thì khi mà anh post lên những cái hình ảnh đó và anh viết những cảm xúc thì mọi người có một cái sự lan tỏa kinh khủng luôn, và mọi người rất là mong đến cái ngày mà khi tàu vận hành, và dự kiến là năm nay á, là khoảng tháng 6 hay tháng 7 gì đó thì sẽ cho chạy thử ba cái ga đầu, sau đó là hết toàn bộ 11 cái ga nổi, rồi cuối cùng là toàn bộ 14 cái ga. Thì anh cũng sẽ là một trong những người đi trong những cái chuyến đó để ghi nhận lại cái hình ảnh đó. Anh nghĩ là cái đó là một trong những cái mà mình đưa đến cho mọi người xem. Thứ nhất là giống phóng sự, thứ hai là cái cảm xúc để cho mọi người có một cái sự anh nghĩ là một cái niềm tin trong cái cuộc sống mình. Rồi đến lúc Việt Nam mình cũng có những cái phương tiện hiện đại như vậy. Đúng là như vậy, những hình ảnh như thế sẽ cho chúng ta không chỉ lưu giữ lại những sự kiện đáng nhớ của thành phố, của đất nước, mà còn cho chúng ta nhìn lại những cái sự phát triển, cũng như là có thêm niềm tin và lạc quan vào sự đổi mới của thành phố, của đất nước ạ. Và chắc chắn là chúng tôi không chỉ được nhìn thấy ở đó những khoảnh khắc lịch sử, mà chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ ánh mắt, luôn luôn nhớ tâm hồn của người nhiếp ảnh gia đã gửi gắm vào ở đó rất nhiều những ý nghĩa. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được
có thể xóa nhòa đi nhiều thứ bị lãng quên. Nhưng có một điều sẽ khiến chúng ta luôn luôn lưu giữ, đó chính là những cảm xúc. Bởi vậy, hãy sống hết mình, hãy nhìn thế giới, nhìn mọi việc và tu dưỡng bản thân mình để luôn luôn có được cái nhìn tốt đẹp. Đó mới là cuộc sống hạnh phúc và an lạc mà con người luôn luôn mong muốn hướng tới. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo cùng Bước Ngoặt Cuộc Đời.